Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của anh Nguyên để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phô mai nha quý vị. Đây em chào anh. Chào anh Tấn, chào các cô chú anh chị gần xa. Em tên Nguyên. Nay em có xả một số ba mươi mấy cây môi phôi để giao lưu với các cô chú anh chị. Mong các cô chú anh chị xem kênh Mai Vàng Quý Dừa ủng hộ em. Số điện thoại của em là 0332 33 910. Cái này cũng hình thức của em là bao ship toàn quốc luôn. Dạ, này vô mã số 1 luôn nghe anh Tấn. À, mã số 1 thôi quý vị. Này cho cái chiều cao dạ, chiều, luôn đi ha. Chiều cao 90 à. Khoảng 90 hả? Dạ, dạ. Này 90. 94 và 90 đi. Quành 29 nè, gần 30 luôn nghe anh nè. Rồi, tính 29 quành ha. Dạ. Ngắm nghía xương cành nha quý vị. Quành xương này lực bự luôn. Cái này giao lưu 1 triệu anh em ơi. Rồi, cho luôn 1 triệu ha, 29 dạ. Quành. Rồi, cây luôn. Đây, đây, để đây. Rồi, mã số tiếp theo luôn dạ. Quý vị ơi. Số 2. Số 2. Rồi, chiều cao luôn. Chiều cao 1 mét đi. Rồi. Cái này nói chung là vô tùy cắt theo cây đi. Nó thấp, cao, tùm lum nó cả. Cắt con tàn dạ. Gì là cây lực ha. Dạ. Khỏe cây. Rồi, mình vô cái quành luôn. Cái này hoành 23. 23 hoành. Dạ, cái này giao lưu 700 anh em ơi. Rồi, 700 ngàn. Dạ. Rồi, cây luôn. Rồi, tiếp tục nha quý vị. Số 3 luôn. Số 3. Rồi, số 3. Rồi, cho cái hoành nào nó em. Đó, trên đó đi. Trên đây. Hoành 26. 26 hoành. Này giao lưu 600k luôn anh em ơi. Rồi 600 à. Dạ, cao thì nó tầm thước thứ hai vậy các cô chú anh chị. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 4 luôn ha. Đó, hai cành nó gì đều ha. Đó, cắt con gì nữa ra nó dạ, cái này nửa mạnh lắm. Hoành 25 luôn anh em. Rồi 25 hoành. Này giao lưu 700 luôn anh em ơi. Rồi 700. Dạ. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 5 luôn có gì. Rồi mã số 5. Này tay cành cũng đều luôn. Đều đẹp. Đều ra. Dạ. Đều từ trên xuống luôn có gì. Hoành 24. Rồi 24 hoành. Này giao lưu 700 luôn anh em ơi. Rồi 700. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo luôn. Số 6 luôn. 6 cái gì? À. Cao tầm thước thước đi. Rồi ta đặt ở trên ha. Thành điều rang. 6. Hoành 27 anh em ơi. Rồi 27 hoành. Này giao lưu 700 luôn anh em ơi. 700 luôn, tại cành đều rang luôn. Rồi mã số tiếp theo luôn. Mã số 7 ha. Tại cành cũng đều luôn nha quý vị. Này tại cành đều luôn. Cành đều quá. Đều từ hoành 26 anh em ơi. 26 hoành. Này giao lưu 700 luôn em ơi. Rồi, lấy xe lùa, lấy xe lùa. Rồi, 700 ngàn quý vị. Đó. Rồi, xuống cây. Anh Rinh hồi hết cái vàng này chắc anh xỉu anh hai. Ừ, mấy bả không? Chậm rồi, mã số tiếp theo luôn. Mã số 8 nha quý vị. Hai cành nè quý vị ơi. Xả con ngắn ngắn vậy là nữa ra đặc hơn ha. Cái này hoành 25 luôn anh em ơi. 25 hoành. Này giao lưu 700 luôn anh em ơi. Rồi 700 luôn. Lên đi, lên như hàng đi. Rồi ok. 5 kéo vào đây. Rồi mã số tiếp theo. Số 9 ha. 9. Đó. Xương này lực luôn, đẹp luôn. Xương cạch. Hoành 26 luôn anh em ơi. 26 hoành. Xương cạch đẹp. Này giao lưu 800 anh em ơi. Rồi 800. Rồi xuống cây luôn.
Rồi, mã số 10 rồi quý vị. Số 10. Em này cao chắc khoảng tầm 1m đi ha. À đúng rồi. Nó vô khung tầm 1m, 1m2. 1m1, 1m2 vậy nên nói chung em này 1m4 trở lại. Cây nào cao nhất thì cỡ 1m4. Hoành 24 luôn anh em ơi. Rồi, 24 rồi. Cái này giao lưu 700 luôn anh em ơi. Rồi, 700 luôn. Rồi, bao ship luôn. Rồi, số tiếp theo luôn. Số 11. 11 thì em này cao chắc khoảng tầm 90 nha quý vị. Đó, xương cành cũng đều rang từ trên xuống đây nè ha. Hoành 24 luôn anh em ơi. Rồi, 24 hoành. Này giao lưu 700 luôn anh em ơi. Rồi, 700 luôn. Rồi, mình lên cây mới luôn. Số 12. Đó, 12 thì em này cao tầm khoảng là 1m2. Xương cành nữa quý vị. Đó, cắt còn ngắn ở trên ha. Cành đều ở trên đây. Cành đều ha. Hoành 25 luôn anh em ơi. Rồi, 25 hoành. Này giao lưu 700 luôn anh em ơi. Rồi, 700 quý vị. Rồi, xuống cây luôn. Số 13. Đẹp quá đây. Xương ngang đây cành đều ha. Này cao anh em nào mà muốn mua về ghép. Cái này ghép thầy luôn. Tay cành đẹp. Rồi, em này cao cũng khoảng 90 nhưng quý vị. Hoành 23. Xương cành. Này giao lưu 700 luôn. 23 hoành. Đẹp ha. 700. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, số tiếp theo luôn. Số 14. Em này cao cũng khoảng tầm 90 tới 1m nhưng quý vị. Xương cành cũng đều ha. Xương nó lực lực không quý vị nè, xương bự không à. Hoành 23 luôn anh em ơi. 3 ha. Này giao lưu 700 luôn. Rồi, 700. Mã số 14 ha. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp tục luôn. Số 15. 15 thì em này cao tầm khoảng 1m1 gì đó quý vị, cũng là một khoảng đó ha. Xương cành nè. Vậy là chúng bô bung ra rồi, kính mít luôn. Đều quá đây. Hoành 22 anh em ơi. Rồi, giao lưu như lên. Này giao lưu 600 anh em ơi. 600. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Số 16. Số 16 thì em này cao tầm cũng khoảng tầm 90 mét vậy đó ha. Đây cành cũng nhóc luôn. Một cái đặc biệt luôn. Tại cái này xả cho bán phôi cho nó ship đi cho nó nhẹ tiền mà bán rẻ lại. Hoành 21 anh em ơi. Rồi. Này giao lưu 600 luôn anh em ơi. 600. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, số tiếp theo luôn. Rồi, cái bầu vậy hết biết cái bầu cái này xếp đi cái lỗ xếp này nó cân ký cái bầu đất đó không cái hết tiền cây rồi quá. Này cao khoảng 1m1 cái gì ơi. Tay cành thì đều nè ha, đều nè, đều ra hoành 25 luôn em ơi. Lên hoành thật cái bầu này chà bá gì luôn nè. Này giao lưu 600 luôn em ơi. Rồi, 600 xếp đi cái lỗ luôn, cái cục đất đó, cái cục bầu đó đi cái hết tiền luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Mã số là 17 phải không anh? Dạ. Rồi, 17 thì em này cao khoảng 1m mấy đến mấy? 18. 18 hả? Rồi, mã số 18 thì em này cao tầm 1m đến 1m1. Tay cành này cũng đặt kẹo nhưng không có gì nè. Này tay cành vẫn đẹp mà tay xả đi. Chứ cắt ngắn lại đi cho nó nhẹ tiền. Hoành 26 luôn em ơi. Rồi, 26. Này giao lưu 700 luôn em ơi. 700, tay cành đặt kẹo. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Số 19. 19 thì em này cao tầm cũng 1m1 nha quý vị. Tay cành đặt hết trơn nè. Đặt hết trơn ha. Hoành 21 anh em ơi. Rồi, 21. Này giao lưu 600 luôn anh em ơi. 600.000 ha. Rồi, xuống cây luôn. 20.
mưa thì em này ta cao tầm 1m1 đến 1m2 thôi quý vị, tối đa 1m2 khoảng xương lực tầm 1m1 à. Xương quá trời xương luôn, cành của dây là quá đẹp rồi ha. Đó, xương lực một khích luôn, hoành ở dưới hoành 24 anh em ơi, 24 hoành này giao lưu 700 luôn anh em ơi, 700 xương đẹp luôn. Dạ, xương đẹp luôn, xương đẹp ha, xương nhiều mà nó lực. Rồi lên cây mới luôn, đây là xương lực là mã số 21, anh này cao chắc khoảng 1m2 đến này chắc khoảng 1m2 đến 1m3 ha. Xương cành đây, cành cũng đều quá đấy quý vị, hoành 25 luôn anh em ơi, 24 đi, 24 ha, nó cắn dây tính 24 đi, trong này, này giao lưu 600 luôn anh em ơi. Rồi xuống cây luôn, số 22, số 22 thì em này cao tầm khoảng 1m3 nè, xương cành đẹp, cành đều hết trơn hết gì, hoành 25 luôn em ơi. Rồi 25 hoành, cái này giao lưu 700 luôn em ơi, 700.000. Rồi xuống cây luôn, rồi mã số 23, ba này xương cành đặc hoa lực nữa ha, cao chắc cũng khoảng tầm 90 nhưng quý vị đế nêu này có cụ đế ha, hoành 23 lên em ơi, bà có cụ đế gì đây, cụ đế đẹp luôn, cái này giao lưu 600 luôn em ơi, 600 tại cành lực nữa chứ. Rồi xuống cây luôn, rồi mã số 24 luôn, 24 này cao tầm cũng khoảng 90 luôn quý vị. Còn xương cành đây, hoành 24, rồi cái cành này đặc nghẹt luôn, cành lực nữa ha, lực bự luôn, này giao lưu 700 luôn anh em ơi. Rồi 700, rồi số tiếp theo luôn, số 26, 27 rồi đó, số 25 này cao khoảng tầm 1m2 à. Tay cành đây quý vị, cành thả vậy đủ ok rồi ha, hoành 27 luôn anh em ơi, này hoành 27-28 luôn, tay cành ok ha, này giao lưu 700 luôn anh em ơi. Rồi 700 à, rồi mã số tiếp theo luôn, số 26, cành đặc kẹo luôn, này tay cành đẹp, cành này cao khoảng tầm 1m nha quý vị, cành đẹp quá, xung quanh hơi nhỏ đó, kẹo luôn, hoành 22 luôn ha anh em ơi, 22 hoành tay cành này giao lưu 600 luôn anh em ơi. Rồi xuống cây luôn, 600, số 27 rồi quý vị. Rồi mã số 27, cành đặc quá ha, này xương này ngang, ngang, mới ngang, ngang đẹp quá, mới ngang không, rồi hoành 22 luôn em ơi, 22 hoành nè, xương ngang, cái này giao lưu 600 luôn em ơi, 600 luôn, thôi ship tầm quá luôn, thấy tuyệt vời luôn. Rồi xuống cây luôn, rồi mã số 28 luôn, rồi 28 thì em này cao tầm khoảng 90, xương cành cũng vậy, hoành 24 luôn anh em ơi. Rồi 24 hoành, xương đặc ngạt luôn, xương đặc này giao lưu 600 luôn anh em ơi. Rồi 600 luôn, rồi xuống cây luôn, rồi số 29 luôn, đó xương cành quá đặc luôn, kích thích luôn ha, ok kẹo từ trên xuống luôn nè, hoành 25 luôn anh em ơi. Rồi 26 tới 25 hơn. Dạ. Này giao lưu 700 luôn em anh em ơi. Tại cành ok ha, 700.000. Bung ra cái là kính mít luôn. Rồi, số 30 luôn. Rồi, 30 thì em này cao tầm khoảng là 1m đi ha. Đó, cành nè. Cành đặt từ trên xuống luôn. Hoành 23. 23. Này giao lưu 600 luôn anh em ơi. 600 mũi vậy. Rồi xuống cây luôn,
31. Rồi 31 thì em này cao tầm 1m1 đến 1m2 không vậy? Một khoảng đó ha. Chân này xanh ngang lực bự không? Chân bự 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 cũng đều, đều luôn. Hoành 24 anh em ơi. Rồi 24 hoành. Này giao lưu 700 luôn anh em ơi. Rồi 700 à. Rồi xuống cây luôn. Số 32. Rồi 32 em này cao tầm chắc khoảng 1m nhưng quý vị. Đó, cành. Cành đều quá ha. Hoành 23 luôn anh em ơi. 23 hoành. Giao lưu 600 luôn anh em ơi. Rồi 600.000. Rồi mã số 33 luôn. Rồi 33 thì em này cao tầm khoảng 1m2 ha. Đó, xương cành bỏ đều. Đều hết đây. Hoành 24 đi anh em ơi. Rồi 24 hoành cành đây. Này giao lưu 600 luôn anh em ơi. Rồi 600.000 quý vị. Cái này ship đi cái lỗ quá. Rồi cái bầu 34 cái bầu kho chứ gì đây. Bầu quá trời cái bầu. Rồi hết biết cái bầu luôn. Cái này cao 1m1 quý vị. Xương cành đặt kẹo ha. Xương cành nè. Ship bầu cái lỗ. Cành đặt hết trơn luôn. Hoành 27 anh em ơi. 27 hoành. Đó, xương cành đẹp luôn. Đẹp luôn. Này giao lưu 700 luôn anh em ơi. 700. Rồi. Đặt biết cái cục đất đó. Cục đất cái tình tình. Còn cây nữa kìa. Mã số 35 đây quý vị ơi. Rồi 35 thì em này cao tầm khoảng 1m tới 1m1 nhưng quý vị. Nó xanh nha. Đó. Cái cành cũng đều trơn ha. Đúng rồi, đúng rồi. Hoành 25. Rồi, 25 hoành. Này giao lưu 600 luôn anh em ơi. Rồi, 600 luôn. Rồi, mã số 36 luôn. Rồi, 36. Rồi, em này cao lấy 1m2 thôi quý vị. Nó chắc khoảng hơn ha. Tính 1m2 thì chắc ha. Cây này để đẹp các cô chú anh chị. Để nơm luôn. Hoành 25. Rồi, để 25. Để đó. Nhu nhu là hết rồi. À, cây này giao lưu 900 luôn anh em ơi. 900 ha, mã số 36 ha. Này giờ xinh đẹp luôn. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 37 là mà clip luôn. Rồi, 37 cái bầu gì hết biết cái bầu nè, gì ha. Này là lỗ luôn nè. Tay cành đặt kẹo luôn luôn. Hôm nay cao chắc khoảng 1m3 nè. Nó cái dàn xương con không vậy là này 1m5 luôn á, cao. Luôn thì ước lượng khoảng 1m3 nó ước lượng dư luôn á. Dạ. Dư gì đó dư không có như này, xương cành quá đẹp luôn á. Hoành 24 luôn anh em ơi. Này mà nổi cái này xương giao lưu 900k luôn nghe anh em. Xương không mà nó đặt như đây nè. Đó. Rồi, 900.000. Rồi, hết rồi quý vị. Rồi mình cảm ơn quý vị ha, rất là nhiều đã dành thời gian và theo dõi đến kết thúc clip ha. Trong quá trình xem, quý vị ưng ý mã số nào cứ alo trực tiếp cho anh Nguyên nha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.